gặp nhau trên kênh HTV7 để cùng hòa mình vào một không khí đua tài rất sôi nổi của các thí sinh nhỏ tuổi, rất dễ thương, đáng yêu, hồn nhiên nhưng cũng không kém phần tự tin và bản lĩnh. Thưa quý vị, đã từng hồi hộp đến với Tìm Người Thông Minh thì chắc chắn rằng ngày hôm nay quý vị không thể bỏ qua chương trình đặc biệt này. Bởi lẽ hôm nay là sự trở lại của 8 thí sinh đã xuất sắc vượt qua vòng loại, vượt qua cuộc thi bán kết để có mặt trong cuộc thi chung kết hôm nay. Lần thứ 3 gặp lại quý vị khán giả của chương trình Tìm Người Thông Minh, chắc chắn là các thí sinh có rất nhiều điều muốn chia sẻ cùng quý vị. Mời quý vị hãy cùng gặp gỡ thí sinh đầu tiên. Tôi khi cháu Sĩ Hoàng vào đêm chung kết cuộc thi Tìm Người Thông Minh này, chúng tôi cũng rất là hồi hộp và hãnh diện về trận chung kết của game truyền hình Tìm Người Thông Minh. Cháu Sĩ Hoàng cũng đã cùng như các bạn khác ở đây đã vượt qua những cái vòng thi khá là cam go, căng thẳng và đã đi đến trận chung kết cuối cùng. Và dù cho cuộc thi kết quả chung kết ngày hôm nay ai là người thông minh nhất thì cả 38 các bạn trong game cuối cùng này đều là những người thông minh. Hoàng ơi, trong trận chung kết ngày hôm nay con đã được rất là có lẽ là niềm tự hào của ba mẹ. Hôm nay thì con hãy bình tĩnh, tự tin vào cái kho tàng kiến thức của con. Mẹ nghĩ rằng trong 8 bạn ngày hôm nay thì bạn nào cũng là rất là giỏi và rất là thông minh. Cho nên nếu như thắng hay thua thì con vẫn là niềm tự hào của ba mẹ và của các bạn bè của con. Mẹ chúc con luôn luôn bình tĩnh, tự tin và luôn luôn là hoàng của mẹ. Chào, mình tên là Nguyễn Sĩ Hòa, học sinh lớp 6A2, trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa. Được gặp lại các bạn hôm nay là một niềm vinh dự lớn của mình. Mình sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng tin của gia đình, bạn bè và thầy cô. Rất mong quý vị cổ vũ cho mình và tất cả các bạn cùng chơi. Tôi là giáo viên chủ nhiệm của cháu Minh Nghi. Thì trong năm học vừa qua, tôi là một trong những giáo viên gần gũi với cháu nhiều nhất. Và trong khi mà trong hoạt động của cháu trong trường thì cháu luôn là một học sinh giỏi của lớp, là một lớp phó học tập rất là gương mẫu. Và đặc biệt là cháu rất là quan tâm đến bạn bè xung quanh. Những bạn xung quanh cần sự giúp đỡ là cháu sẵn sàng giúp đỡ bạn của mình. Nhưng có một cái là cháu rất là ít nói, cho nên khi cháu tham gia chương trình Những Người Thông Minh này thì tôi cũng rất là ngạc nhiên vì cháu đã có thể mạnh dạn đăng ký tham gia và cháu đã có thể chứng tỏ được rằng mình có khả năng để có thể vào được vòng chung kết. Đặc biệt là các bạn trong lớp thì rất là ủng hộ cháu và cũng mong là cháu sẽ thi đạt được thành tích cao hơn nữa. Mình tên là Sĩ Phú, học chung với bạn Minh Nghi. Ở trong lớp, bạn đã học rất giỏi và hiền. Và khi biết bạn Minh Nghi đã vào đêm chung kết của cuộc thi này, mình rất vui và háo hức muốn xem bạn ấy thi chỗ tài ra sao. Em tên là Lê Đình Minh Nghi, học sinh trường trung học cơ sở Trần Văn Ơn. Đây là vòng thi thứ 3 em mà em được tham gia. Em sẽ cố gắng hết sức để đạt kết quả tốt nhất. Kính mong quý vị khán giả hãy cổ vũ cho em và các bạn cùng chơi. Trường cơ sở Tân Bình, quận Tân Bình, được tin nghe tên em Anh Minh được vào chung kết cuộc thi Tìm Người Thông Minh, thì trường rất tự hào và vinh dự có học sinh được tham gia chương trình này và đạt kết quả tốt, và đại diện nhà trường chúc em Minh đạt thành công trong cuộc thi này.
do đài truyền hình thành phố thực hiện rất là bổ ích và bổ trợ cho việc nâng cao kiến thức học sinh, nhất là trong dịp hè. Thật sự là bất ngờ khi nghe tin cháu anh Minh được lọt vào vòng chung kết của chương trình Tìm Người Thông Minh. Thì tôi tham gia theo dõi cái chương trình này từ đầu đến cuối và thật sự là thấy là cháu càng vào sau cháu càng tự tin. Sau khi bé Minh được lọt qua vòng bán kết và có mặt trong trận chung kết của cuộc thi Tìm Người Thông Minh, thì tôi là mẹ của cháu thì thực sự rất là vui và hãnh diện về con của mình. Và tôi đã chuẩn bị cho cháu một số kiến thức, là mình đã đi dắt cháu vào trong nhà sách để tìm một số sách về kiến thức xã hội và tự nhiên, về địa lý, hoặc là những sách về thể thao, nói về những môn mà thể thao trong nước cũng như nước ngoài, để cháu được tìm hiểu thêm những kiến thức rộng hơn mà cháu chưa nắm được. Và chuẩn bị về những vật chất, tinh thần cho cháu có sức khỏe để tham gia cuộc thi chung kết cho có một kết quả thật tốt. Thì cũng thay mặt gia đình cùng ba mẹ cùng chị Hai sẽ chúc con thi thật tốt trong cuộc thi chung kết sắp tới. Mình tên là Nguyễn Hoàng Anh Minh. Mình rất vinh dự được là một trong 7 thí sinh được tham gia vào vòng chung kết ngày hôm nay. Mình rất mong được sự ủng hộ của quý vị các bạn dành cho mình cũng như cho 7 thí sinh còn lại. Mình đã được may mắn lọt vào vòng chung kết của chương trình Tìm Người Thông Minh. Hương nghĩ là chương trình này rất bổ ích dành cho Hương, và Hương muốn là sau này thì đài truyền hình sẽ có nhiều chương trình mới hơn, hấp dẫn hơn dành cho các bạn cùng trang lứa với Mai Hương. Thì chúng tôi cũng rất tự hào và rất vui khi cháu được lọt vào cái vòng chung kết của cái chương trình Tìm Người Thông Minh. Đây là một cái chương trình rất là bổ ích và tạo một cái sân chơi cho các cháu giao lưu và cũng kiểm tra lại những cái kiến thức mà mình đã học được ở trường phổ thông. Tôi cũng hy vọng rằng là đài truyền hình sẽ có nhiều cái chương trình hơn, hấp dẫn hơn cho các cháu ở cái lứa tuổi này. Và với con gái Mai Hương thì mẹ chúc con tự tin, bình tĩnh và may mắn trong cái cuộc thi ngày hôm nay. Em tên là Hoàng Mai Hương, học sinh lớp 6, trường Trung học Cơ sở Lê Quý Đôn. Dù đã vào vòng chung kết nhưng em vẫn rất là lo và hồi hộp. Chính vì vậy nên em rất mong nhận được nhiều sự cổ vũ của quý vị khán giả dành cho em và các bạn cùng chơi. Các cậu chia đi. Hoàng ơi, chơi 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 sao? À, nè nè, các cậu xếp theo các ký tự tiếng Anh thành một từ tiếng Anh theo hàng dọc hoặc là hàng ngang. Cháu Nguyễn Huy Hoàng được vào chung kết thì gia đình tôi rất là vui mừng. Chúng tôi đã theo dõi sát sao từng cuộc đua của cháu và cổ vũ cháu, động viên cháu để làm hết sức mình. Chúng tôi cũng khuyên cháu là hãy thi hết sức mình chứ không đặt nặng vấn đề giải thưởng, không cây cú ăn thua.
qua cuộc thi này thì cháu đã lớn lên rất nhiều. Mẹ rất là hãnh diện với cô Tý và mẹ cũng mong cô Tý hãy làm hết sức mình, hãy thi hết khả năng của con để đạt được kết quả cao nhất mà con có thể. Ông bà và cha mẹ và tất cả các anh chị em đều rất tự hào về con. Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Huy Hoàng, học sinh lớp 54, trường Hồ Thị Kỷ. Chắc hẳn các bạn đã biết mình qua các vòng thi, các lần thi trước. Thắng bại của mình là tùy thuộc vào sự cổ vũ của các quý vị khán giả. Rất mong các quý vị hãy ủng hộ cho mình và các bạn cùng chơi. Thực sự thầy trò trường Nguyễn Du chúng tôi, trường Nguyễn Du Gò Vấp chúng tôi rất là vinh hạnh, tự hào và xúc động có được một em học sinh đó là Trần Bảo Trân, học sinh lớp 62 của trường Nguyễn Du đã lọt vào vòng chung kết cái cuộc thi là đi tìm người thông minh. Cô bé Bảo Trân là một học sinh ngoan, thông minh, học giỏi. Và đặc biệt em là đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc trong năm học 2007-2008 của nhà trường, một cháu ngoan Bác Hồ cấp quận. Và đặc biệt em là một lớp phó phụ trách về mặt học tập của lớp 62 và đưa cái lớp 62 đi lên vào cái tốp xuất sắc, những tập thể xuất sắc của nhà trường. Thầy trò trường Nguyễn Du, các bạn trường Nguyễn Du chúc bạn Bảo Trân bình tĩnh, tự tin và chiến thắng. Bạn Bảo Trân là một lớp học tập rất là gương mẫu, bạn hay giúp đỡ các bạn bè, hay chỉ bài hoặc là giảng những cái bài toán khó cho các bạn khác. Đến từ trường trung học cơ sở Nguyễn Du, quận Gò Vấp. Mình rất vui vì được đến với vòng 3 này. Và mình đã mang hết tất cả sự tự tin và bình tĩnh của mình để tham gia cuộc chơi. Nhưng nếu không có sự cổ vũ của các bạn thì có lẽ mình sẽ không được chiến thắng đâu. Các bạn hãy cổ vũ cho mình nhé. Của chương trình Tìm Người Thông Minh, Cường đã thấy chương trình đã giúp cho Cường có thêm tự tin để thể hiện tài năng của mình. Chương trình còn làm cho Cường có thêm nhiều người bạn mới và học hỏi được những điều bổ ích. Đến chương trình Tìm Người Thông Minh này, chúng đầu tiên là chúng tôi không có ý định gì cho bác Cường lên để mà đoạt chức vô địch, chỉ có ý là cho bác Cường được lên truyền hình mà thôi. Mà không ngờ sau qua hai kỳ thi bán kết, bác Cường đã qua được tới hai kỳ đó. Thì khi về nhà làm cho chúng tôi rất cảm động mà sung sướng. Riêng bác Cường đã khuyến khích cháu hăng hái tìm tòi những cái tài liệu trong báo chí, những học tập thêm những bạn bè
hỏi những điều hay mới lạ để mà chuẩn bị cho cuộc thi chung kết sắp tới. Mình tên là Dana Lê Mạnh Cường, học lớp 5-6, trường tiểu học Lê Lai. Hôm nay mình rất vinh dự và vui sướng khi được có mặt trong vòng chung kết của cuộc thi. Mình sẽ cố gắng hết sức để đạt được danh hiệu cao nhất của chương trình Tìm Người Thông Minh. Các học sinh hoặc quý vị hãy cổ vũ cho mình và các bạn cùng chơi. Chào tất cả các bạn, mình tên là Trần Dương Ngọc Trâm. Trâm rất là vinh hạnh khi được đến với vòng chung kết của chương trình Tìm Người Thông Minh. Dù thắng hay là không thắng đi chăng nữa, nhưng Trâm vẫn rất là vui vì đã vượt lên chính mình và được học hỏi nhiều điều từ chương trình cũng như là từ các bạn. Qua hai vòng thi vừa rồi á, thì Trâm thấy những câu hỏi đó có liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau cũng như là trong cuộc sống của mình. Tôi là giáo viên chủ nhiệm của Ngọc Trâm trong năm học qua. Tôi rất là vinh dự khi cô học trò nhỏ của mình đã lọt vào vòng chung kết của cuộc thi Tìm Người Thông Minh. Tôi hy vọng những kiến thức mà Ngọc Trâm học trong nhà trường sẽ giúp Ngọc Trâm tự tin hơn trong cuộc thi ngày hôm nay. Trong lớp, Ngọc Trâm là một cô học trò rất là nhạy bén trong học tập cũng như trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong công tác quản lý lớp và trong cái việc mà lập nhóm ở trong lớp. Không những thế, Ngọc Trâm lại còn là một học trò rất là biết quan tâm đến bạn bè cũng như là những công việc chung của lớp. Trong cái cuộc thi ngày hôm nay thì cô xin chúc cho tất cả các bạn trong cuộc thi tự tin hơn và đạt kết quả tốt hơn, nhất là Ngọc Trâm, cô học trò nhỏ của cô, hãy cố gắng lên và đạt kết quả tốt. Xin chào các bạn, mình là Nguyên, là bạn thân của Trâm. Trong lớp, Trâm là một lớp có học tập tốt và luôn chia sẻ với bạn bè. Trước khi bước vào vòng chung kết của cuộc thi Tìm Người Thông Minh, mình xin chúc Trâm đạt kết quả tốt trong cuộc thi, cố lên Trâm nhé. Mình tên là Trần Dương Ngọc Trâm, học sinh lớp 5-8 trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm. Mình thật sự rất vui sướng khi được có mặt trong vòng chung kết của chương trình Tìm Người Thông Minh. Dù thắng hay không chiến thắng đi chăng nữa, nhưng mình vẫn cảm thấy rất là vui khi đã học được nhiều điều từ chương trình cũng như là từ tất cả các bạn. Và trên tay tôi là chiếc cúp vô địch. Chiếc cúp rất đẹp này sẽ thuộc về thí sinh giành giải nhất của cuộc thi, cùng với phần thưởng là một khóa du học hè tại Úc trị giá 75 triệu đồng. Thí sinh giành được giải nhì sẽ nhận được một phần thưởng, đó là một khóa du học hè tại Singapore trị giá 32 triệu đồng. Và phần thưởng dành cho thí sinh đạt được giải ba của chương trình là một năm học ngoại ngữ trị giá 16 triệu đồng. Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ cùng một lần nữa dành những tình cảm và sự ủng hộ đến các thí sinh để các em thêm tự tin bước vào vòng 1 của chương trình Tìm Người Thông Minh. Vụ siêu thử thách, một đội siêu nhân tài năng, những cuộc phiêu lưu không thể bỏ qua. Moon Fisty để sưu tập toàn bộ 6 cuốn truyện tranh. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Mẹ mình cứ như là một vệ sĩ. Mẹ canh chừng mình từng chút một suốt ngày. Chị ơi yên tâm, Fiso bảo vệ con tốt lắm, y như mẹ vậy. Fiso Gold tăng cường miễn dịch, bảo vệ bé yêu phát triển vượt trội. Fiso, lựa chọn của mẹ, bảo vệ bé yêu. Mayonnaise Lisa mang đến hương vị thơm ngon đặc biệt cho món rau trộn. Nhờ vậy mà cả nhà mình ai cũng ăn rau nhiều hơn. Trộn rau củ quả đã có Mayonnaise Lisa. Vinamilk cao lớn mỗi ngày. Nhanh tay lên, đặt ngay vào các phần kỳ thú cùng biệt đội siêu nhân Vinamilk. Ở vòng 1 này sẽ có một chút thay đổi so với những cuộc thi trước đây. Vòng 1 các em sẽ phải đối diện với 9 câu hỏi. Mỗi câu hỏi sẽ có 4 lựa chọn trả lời, ứng với các phím trên bàn phím trước mặt các thí sinh.
Và sau khi tôi kết thúc câu hỏi, trong thời gian 5 giây, các thí sinh sẽ phải bấm phím để chọn câu trả lời của mình. Trả lời đúng kèm ghi được 1 điểm, sai thì dĩ nhiên không có điểm. Và sau 9 câu hỏi này thì chúng ta sẽ chọn ra 6 thí sinh cao điểm nhất, tiếp tục có mặt ở vòng 2 của chương trình. Và câu hỏi đầu tiên dành cho các thí sinh như sau. Bộ chữ cái tiếng Việt có bao nhiêu ký tự? 23, 25, 27, 29, 5 giây bắt đầu. Bộ chữ cái tiếng Việt có bao nhiêu ký tự? Bộ chữ cái tiếng Việt có 29 ký tự. Câu hỏi này có 5 thí sinh trả lời đúng. Câu hỏi thứ hai như sau. Sông Hàn là dòng sông nổi tiếng của tỉnh, thành phố nào ở nước ta? Cần Thơ, Hà Giang, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế. 5 giây bắt đầu. Sông Hàn là dòng sông nổi tiếng của tỉnh, thành phố nào ở nước ta? Sông Hàn là dòng sông nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng. Câu hỏi này có 5 thí sinh trả lời đúng. Chúc mừng các em. Chúng ta cùng tiếp tục với câu hỏi thứ 3. Đảo nào có diện tích lớn nhất Việt Nam? Côn Đảo, Phú Quốc, Cồn Cỏ, Sông Tử Tây. 5 giây bắt đầu. Đảo nào có diện tích lớn nhất Việt Nam? Đảo Phú Quốc là đảo có diện tích lớn nhất Việt Nam. Câu hỏi này có đến 7 thí sinh trả lời đúng. Chúc mừng các em. Và bây giờ mời quý vị đến với câu hỏi thứ 4. Quốc gia, vùng lãnh thổ nào sau đây có khu giải trí Disneyland? Đức, Ý, Singapore, Hồng Kông. 5 giây bắt đầu. Quốc gia, vùng lãnh thổ nào sau đây có khu giải trí Disneyland? Đó là Hồng Kông. Câu hỏi này tất cả thí sinh đều trả lời đúng. Chúc mừng các em. Và bây giờ là câu hỏi thứ 5. Tháp nghiêng Pisa là một kiến trúc nổi tiếng của quốc gia nào? Anh, Pháp, Ý, Đức. 5 giây bắt đầu. Tháp nghiêng Pisa là một kiến trúc nổi tiếng của quốc gia nào? Đó là một kiến trúc rất nổi tiếng của Đức, Ý. Câu hỏi này tất cả các thí sinh đều trả lời đúng. Chúc mừng các em. Vâng, các thí sinh đã rất nỗ lực ở những câu hỏi vừa rồi. Và bây giờ mời quý vị và các em đến với câu hỏi thứ 6. Bệnh nào hiện nay chưa có vaccine phòng ngừa? Đậu mùa, tiểu đường, lao, viêm gan siêu vi B. 5 giây bắt đầu. Bệnh nào hiện nay chưa có vaccine phòng ngừa? Đó là bệnh tiểu đường. Câu hỏi này có 3 thí sinh trả lời đúng mà thôi. Và thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa đi qua 6 câu hỏi đầu tiên của vòng 1 trong cuộc thi chung kết ngày hôm nay. Mời quý vị cùng nhìn lên màn hình để cùng xem điểm số của các thí sinh đến thời điểm này. Ở vị trí dẫn đầu là thí sinh Nguyễn Hoàng Anh Minh, em ghi được 6 điểm. Cùng ghi được 5 điểm là 3 thí sinh Nguyễn Huy Hoàng, Trần Bảo Trân và Đăng A Lê Mạnh Cường. 3 thí sinh ghi được 4 điểm là Nguyễn Sĩ Hoàng, Lê Đình Minh Nhi và Trần Dương Ngọc Trâm. Hoàng Mai Hương đang ghi được 3 điểm. Các thí sinh hãy cố gắng lên, bởi lẽ các em vẫn còn 3 câu hỏi nữa ở vòng 1 của chương trình hôm nay. Và thưa quý vị, bây giờ thì để có thể giúp các thí sinh bớt hồi hộp và căng thẳng, chúng tôi mời quý vị sẽ cùng theo dõi đoạn phim để chúng ta được biết rõ hơn về hành trình gian nan của các thí sinh để có thể có mặt được ở cuộc thi chung kết của chương trình Tìm Người Thông Minh. Mời quý vị. Cam được bán trên thị trường với dạng nào chiếm đa số? Cam nguyên trái hay là những sản phẩm trích từ trái cam? Những sản phẩm trích từ trái cam. Và em cũng đã có 1 điểm từ câu trả lời này của mình. Chúc mừng em. Trong các địa danh, cái bầu, cái bàn, cái bè, địa danh nào là đảo? Cái bầu. Cái bầu thuộc Quảng Ninh là một hòn đảo. Chúc mừng em ghi điểm với câu trả lời này. Các chùa tháp thời Lý nước ta thường có nền hình tròn hay vuông?
nên hình tròn. Em đã quyết định như vậy và một điểm dành đến anh Minh. Chúc mừng em. Hai câu thơ sau đây cũng toan gánh vác nợ nhà cho Ngô Biết Mặt đàn bà nước Nam là viết về ai? Triệu Thị Trinh. Triệu Thị Trinh, bà Triệu, hoàn toàn chính xác. Chúc mừng em. Ai là tác giả của bốn câu thơ Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên? Hồ Chí Minh. Những câu thơ rất nổi tiếng của vị lãnh tụ Hồ Chí Minh. Em ghi được 2 điểm với câu trả lời này. Chúc mừng em. Trong sản xuất nông nghiệp, loại đất nào được xem là tốt nhất? Đất cát, đất sét hay đất thịt? Đất thịt. Đất thịt là loại đất tốt nhất. 2 điểm dành cho em ở câu trả lời này. Chúc mừng em. Nhà máy thủy điện Trị An được xây dựng trên sông Đồng Nai, sông La Ngà hay sông Sài Gòn? Sông Đồng Nai. Em đã vừa ghi thêm cho mình 2 điểm nữa. Chúc mừng em. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã vừa theo dõi lại hình ảnh của các thí sinh ở những cuộc thi trước. Các em đã rất xuất sắc để vượt qua các thí sinh khác để có thể có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với 3 câu hỏi còn lại của vòng thi đầu tiên. Vòng thi rất quan trọng để lựa chọn ra 6 thí sinh có mặt ở vòng 2 của chương trình hôm nay. Câu hỏi thứ 7 như sau. Loài cây nào đặc trưng cho rừng ngập mặn huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh? Tràm, bạch đàn, cọ, đước. 5 giây bắt đầu. Loài cây nào đặc trưng cho rừng ngập mặn tại huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh? Đó chính là cây đước. Và câu hỏi này có 7 thí sinh trả lời đúng. Mời quý vị tiếp tục đến với câu hỏi thứ 8 dành cho các thí sinh. Băng khô là tên thường gọi của chất khí nào sau đây ở thể rắn? Oxy, nitơ, hydro, carbonic. 5 giây bắt đầu. Băng khô là tên thường gọi của chất khí nào sau đây ở thể rắn? Băng khô là tên thường gọi của chất khí carbonic. Câu hỏi này chỉ có 1 thí sinh trả lời đúng mà thôi. Và thưa quý vị, bây giờ sẽ là câu hỏi quyết định ở vòng 1 của chương trình hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi cuối cùng. Nhà văn nước châu Á nào sau đây chưa đoạt giải Nobel văn học? Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ. 5 giây bắt đầu. Nhà văn nước châu Á nào sau đây chưa đoạt giải Nobel văn học? Đó là nhà văn của Hàn Quốc. Câu hỏi này có 5 thí sinh trả lời đúng. Và thưa quý vị, âm thanh vừa rồi cho chúng ta biết rằng 9 câu hỏi của vòng thi đầu tiên đã kết thúc. Và giờ đây, tất cả chúng ta, thí sinh cùng với những quý vị khán giả đang theo dõi chương trình sẽ cùng nhìn lên màn hình để chúng ta được biết kết quả dành cho các em sau vòng 1 của chương trình hôm nay. Thưa quý vị, ở vị trí dẫn đầu đồng ghi được 7 điểm là các thí sinh Nguyễn Sĩ Hoàng, Nguyễn Hoàng Anh Minh, Nguyễn Huy Hoàng. Cùng ghi được 6 điểm là các thí sinh Lê Đình Minh Nghi, Trần Bảo Trân và Dama Lê Mạnh Cường. Và như vậy đó cũng là 6 thí sinh sẽ có mặt ở vòng 2 của chương trình Tìm Người Thông Minh hôm nay. Chúng ta sẽ chia tay với 2 thí sinh Hoàng Mai Hương và Trần Dương Ngọc Trâm. Mỗi em sẽ ra về với một phần học bổng trị giá 1 triệu đồng. Và thưa quý vị, một lần nữa chúng ta hãy cùng dành những tràng pháo tay để chúc mừng 6 thí sinh tiếp tục có mặt ở vòng 2 của cuộc thi chung kết chương trình Tìm Người Thông Minh. Thưa quý vị, thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay đã kết thúc và sự hồi hộp chắc chắn còn dành đến quý vị ở tuần sau. Mời quý vị tiếp tục đến với các vòng thi tiếp theo của cuộc thi chung kết chương trình Tìm Người Thông Minh. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Mesa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị cùng với sự tranh tài của 6 thí sinh trong cuộc thi chung kết của chương trình Tìm Người Thông Minh. Tuần qua em đã tìm thêm được rất nhiều kiến thức mới. Đã đến đây rồi thì em sẽ cố gắng hết sức mình. Và
Còn Nguyễn Hoàng Anh Linh thì dạ, thì em cũng cảm thấy rất hồi hộp cũng như bạn Hoàng và các bạn còn lại. Thì trong tuần qua em cũng đã ôn luyện cho mình thêm một số kiến thức rất là bổ ích. Và em mong nó sẽ có ích và giúp em trong ngày hôm nay. Còn Huy Hoàng thì có vui khi mà tiếp tục có mặt trong chương trình Tìm Người Thông Minh hôm nay không? Dạ có, em rất vui khi sau một tuần lại tham gia chương trình Tìm Người Thông Minh. Và để chuẩn bị cho cuộc thi lần này thì em đã ở nhà em đặt sách để chuẩn bị kiến thức mới. Còn thí sinh nữ là một trong các chương trình đó là Lê Bình Minh Nhi, thì cảm giác về lúc này như thế nào? Dạ em rất là hồi hộp và cũng thấy mình rất là may mắn khi đã được tham gia vào vòng 2 của cuộc thi chung kết. Và đến với cuộc thi này thì lúc này tâm trạng của em như thế nào? Em có quyết tâm giành được vị trí cao nhất không? Dạ bây giờ em đang rất hồi hộp nhưng em sẽ cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt nhất mà em có thể. Còn Bảo Sơn thì như thế nào, có hồi hộp như là Minh Nhi không? Dạ chắc em nghĩ rằng em cũng cùng cảm xúc với tất cả các bạn chơi trên ngày hôm nay, là hồi hộp nhưng mà cũng có phần tự tin vì đã chuẩn bị kiến thức rồi. Đang mang lên bạn Cường ở tuần trước thì Cường nói rằng Cường sẽ cố gắng nỗ lực hết sức mình để có thể giành được chiếc cúp vô địch của chương trình. Còn bây giờ thì cảm giác ấy trong em còn hay không? Dạ em vẫn còn rất quyết tâm để giành được cái danh hiệu của cao nhất của chương trình. Và bây giờ đây em vẫn còn hơi hồi hộp, nhưng em mong rằng những kiến thức mà em đã học được trong tuần qua sẽ giúp em tự tin hơn với chính bản thân mình. Vâng, thưa quý vị, xin được nhắc lại một lần nữa, chiếc cúp này sẽ thuộc về thí sinh giành được giải nhất của chương trình. Đó là một trong 6 thí sinh đang hiện diện trong chương trình ngày hôm nay, cùng với phần thưởng là một khóa du học hè tại Úc trị giá 75 triệu đồng. Thí sinh đạt giải nhì sẽ nhận được một phần thưởng, đó là một khóa du học hè tại Singapore trị giá 32 triệu đồng. Và phần thưởng dành cho thí sinh giải ba là một năm học ngoại ngữ trị giá 16 triệu đồng. Những giải thưởng ấy chắc chắn là vô cùng hấp dẫn. Thế nhưng điều quan trọng hơn cả là các thí sinh khi đến với chương trình ngày hôm nay, các em đã có thêm rất nhiều kiến thức, có thêm những người bạn mới và sẽ là những kỷ niệm khó quên đối với mỗi thí sinh. Còn bây giờ thưa quý vị, Phương Thảo sẽ không làm mất thời gian của quý vị lâu hơn nữa. Chúng ta hãy cùng dành những tràng pháo tay để bắt đầu vòng 2 của cuộc thi chung kết chương trình Tìm Người Thông Minh. Ở vòng 2 này như thường lệ thì các thí sinh cũng sẽ bắt đầu trò chơi giải mã để cùng chọn vị trí ưu tiên ở vòng 2. Bộ giải mã của chúng ta gồm có các ký tự. Các thí sinh sẽ được gợi ý và các em sẽ phải giải mã để tìm ra từ khóa. Còn bây giờ mời các em hướng lên màn hình để cùng được biết đề thi dành cho các em ở phần giải mã. Dãy số 4, 2, 8. Gợi ý. Cái nón. Mời các em. Đã có một thí sinh thành công, hai thí sinh, ba thí sinh thành công ở phần giải mã. Thí sinh thứ tư, thứ năm đã thành công. Và như vậy kết thúc phần giải mã, từ khóa của chúng ta đó là từ hát cái nón. Thưa quý vị, sau phần thi giải mã, vị trí ưu tiên của các thí sinh ở vòng 2 như sau. Ở vị trí số 1 là thí sinh Nguyễn Hoàng Anh Minh. Vị trí thứ 2 Trần Bảo Trân. Vị trí số 3 Nguyễn Sĩ Hoàng. Vị trí tiếp theo Lê Đình Minh Nghi. Vị trí thứ 5 Nguyễn Huy Hoàng. Và vị trí thứ 6, Rama Lê Mạnh Cường. Thưa quý vị, ở vòng 2, màn hình sẽ hiển thị 12 lĩnh vực. Mỗi thí sinh sẽ lựa chọn 2 lĩnh vực và có 30 giây để trả lời các câu hỏi trong lĩnh vực mà mình lựa chọn. Và mỗi câu trả lời đúng, các thí sinh ghi được 1 điểm, sai thì dĩ nhiên là không có điểm. Sau vòng thi quan trọng này, chúng ta sẽ chọn ra 3 thí sinh để cùng có mặt ở vòng 3 của cuộc thi chung kết hôm nay. Thí sinh sẽ bắt đầu lựa chọn đầu tiên của vòng 2 đó là Nguyễn Hoàng Anh Minh. Chào em sẽ chọn lĩnh vực nào đầu tiên cho mình? Dạ thưa chị, em sẽ chọn lĩnh vực thể thao. Lĩnh vực thể thao, em rất tự tin với lĩnh vực này đúng không? Hy vọng em ghi được thật nhiều điểm. Ba mươi giây bắt đầu.
Đội tuyển bóng đá nước nào vô địch Euro 2008? Đúng. Giải thể thao quốc tế cây vợt vàng ở Thành phố Hồ Chí Minh dành cho thể thao nào? Bóng vàng. Từ quốc tế nào chỉ những cổ động viên thể thao quá khích và nguy hiểm? Hooligan. Đúng. Ai được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của vòng chung kết bóng đá Euro 2008? Bỏ qua. Xavi Hernandez. Ngày 8 tháng 8 năm 2008 diễn ra sự kiện thể thao nổi bật nào trên Olympic thế giới? Olympic. Đúng. Handball là tên tiếng Anh của môn thể thao nào bóng chuyền hay bóng ném? Bóng ném. Đúng. Cầu thủ viên taekwondo hay quyền Anh phải mặc giáp khi thi đấu? Taekwondo. Đúng. Và thời gian 30 giây của anh Minh đã kết thúc. Lựa chọn đầu tiên, em đã ghi được 5 điểm. Chúc mừng em. Chúng ta sẽ cùng đến với lượt lựa chọn của Bảo Trân. Còn lại 11 lĩnh vực trên màn hình, thì Trân sẽ tự tin chọn lĩnh vực nào đây? Em chọn lĩnh vực tiếng Việt. Lĩnh vực tiếng Việt. Và chúc em thành công với sự lựa chọn của mình. 30 giây bắt đầu. Điền phần còn thiếu vào câu thành ngữ chấm 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 cả cửa đau cỏ. Một con cửa đau. Đúng. Trong phần tiếp theo của câu ca dao, cá không con không ăn, cá không nghe lời, cá không bỏ qua. Con gãi cha mẹ trong đường con hư, dấu chấm xuất hàng dùng để ngăn cách các phần nào trong văn bản? Các đoạn. Đúng. Từ chạm vạn được dùng để mô tả khoảng thời gian nào trong ngày? Hoàng hôn. Đúng. Người ta thường dùng từ gì để chỉ độ trong của nước? Trong vắt, trong suốt, trong trẻo. Đúng. Phóng khoáng và hẹp hòi là hai từ như thế nào? Cái nghĩa. Đúng. Và ở lượt lựa chọn đầu tiên của mình thì Bảo Trân cũng đã ghi được 5 điểm. Chúc mừng em. Và bây giờ thí sinh tiếp theo, Nguyễn Sĩ Hoàng, em chọn lĩnh vực nào đây? Dạ em xin chọn lĩnh vực thế giới tự nhiên. Chúc em sẽ thành công với lĩnh vực mà mình chọn. 30 giây bắt đầu. Cá la hán có xuất xứ từ Trung Quốc hay Nam Mỹ? Nam Mỹ. Khí carbonic là một đơn chất hay hợp chất? Hợp chất. Đúng. Chất rẻ tổng hợp được chế biến dầu mỏ. Cao su hay dầu mỏ? Đúng. Người ta có thể ép lấy dầu từ bộ phận nào của cây hướng dương? Nhụy. Hạt. Ngoài mặt trăng, thi thể nào trong hệ mặt trời được các nhà khoa học quan tâm nhiều nhất? Do đó. Sao Hỏa. Nhiệt độ không khí trái đất đang có khuynh hướng nóng dần lên hay lạnh dần lên? Lên. Đúng. Trong một vật thế lạnh nghĩa là tay ta đang thu nhiệt hay mất nhiệt? Thu nhiệt. Mất nhiệt. Loài voi phổ biến vào thời tiền sử hay đã tuyệt chủng có tên là gì? Đúng. Và như vậy Sĩ Hoàng đã ghi được 4 điểm ở lượt lựa chọn đầu tiên của em. Chúng ta một lần nữa hãy cùng dành một tràng pháo tay để chúc mừng Sĩ Hoàng. Và bây giờ Minh Nghi cũng đang sẵn sàng đến với lượt lựa chọn của mình rồi. Chào em. Em đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Có cảm thấy hồi hộp lắm không? Dạ cũng hơi hơi. Hãy cố gắng lên nhé. Em chọn lĩnh vực nào đây? Dạ, em xin chọn lĩnh vực thưởng thức cuộc sống. 30 giây bắt đầu. Thuyền dài và hẹp làm bằng một thân gỗ to với chủng gọi là thuyền gì? Thuyền độc mộc. Đúng. Loại vải dệt có nhiều màu sắc của đồng bào thiểu số nước ta được gọi là gì? Thổ cẩm. Đúng. Cuộc thi hoa hậu quốc tế tổ chức tại Nha Trang vào tháng 7 năm 2008 mang tên là gì? Hoa hậu Hoàng Vũ. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á có tên viết tắt tiếng Anh là gì? ASEAN. Nước Anh có múi giờ số mấy? Số 0. Chữ thập trên lá cờ của thụy sĩ có màu gì? Đỏ. Trắng hay đỏ? Màu trắng. Bác sĩ khoa răng hàm mặt được gọi là gì? Đúng. Và như vậy Minh Nghi ghi được 3 điểm ở lượt lựa chọn đầu tiên của mình. Huy Hoàng sẽ chọn lĩnh vực nào tiếp theo đây? Dạ, em xin chọn lĩnh vực thực sự ạ. Em cần ghi được ít nhất là 5 điểm để vươn lên vị trí dẫn đầu. Những câu hỏi dành đến em như sau. Năm 1993, di tích cố đô Huế được tổ chức quốc tế nào công nhận là di sản văn hóa thế giới? Đúng. Thời phong kiến ở nước ta, chức quan nào giữ việc can ngăn không để vua làm điều trái? Qua Giáng Nghị Đại Phu. Nguyễn Huệ lên ngôi vua ở đâu? Phú Xuân hay Thăng Long? Đúng. Ai đã lấy khu vực làm Dạ Trạch làm căn cứ khởi nghĩa chống quân xâm lược Nhà Lương, Mai Quốc Loan hay Triệu Quang Phục? Triệu Quang Phục. Đúng. Phục Phán là tên thờ quốc vị vua nào ở nước ta thời xưa? Âu Dương Vương. Bỏ qua. An Dương Vương. Cách mạng tháng 8 thành công vào ngày nào? Ngày 2 tháng 9. Ngày 19 tháng 8. Thời gian cũng đã hết và như vậy Huy Hoàng đã ghi được 3 điểm ở lượt lựa chọn đầu tiên của mình. Và bây giờ thí sinh cuối cùng của vòng 2 là Mạnh Cường, chắc chắn đã sẵn sàng rồi. Cường sẽ chọn lĩnh vực nào đây? Dạ em chọn lĩnh vực kiến thức xã hội. 30 giây dành đến em, bắt đầu.
năm 2008 thì thành phố Hồ Chí Minh chọn là năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Chính xác. Báo Tuổi Trẻ hay báo Tiền Phong được thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Chính xác. Việt Nam có xuất khẩu than đá hay không? Có. Chính xác. Dân số Việt Nam hiện nay trên hay dưới 80 triệu người? Trên. Đúng. Ở thành phố Hồ Chí Minh có đường phố mang tên người nước ngoài không? Có. Chính xác. Người ta thường nói Hà Nội xưa có bao nhiêu phố phường? Có qua 36. Nước ta hiện nay có nhập khẩu điện từ nước ngoài hay không? Có. Chính xác. 31 tháng 5 là ngày thế giới nói không với thói quen xấu nào gây hại cho sức khỏe? Chính xác. Và thưa quý vị, thật tuyệt vời, trong 30 giây Mạnh Thường đã trả lời đúng 7 câu hỏi ở lượt lựa chọn đầu tiên của mình. Và như vậy các thí sinh đã vừa trải qua lượt lựa chọn đầu tiên. Chúng ta hãy cùng nhìn lên màn hình để biết điểm số dành cho các em như sau. Thưa quý vị, điểm số của các thí sinh lúc này như sau. Dẫn đầu là thí sinh thứ 6 Lê Mạnh Cường, em ghi được 7 điểm. Hai thí sinh cùng ghi được 5 điểm là Nguyễn Hoàng Anh Minh và Trần Bảo Trân. Ghi được 4 điểm là thí sinh Nguyễn Sĩ Hoàng. Cùng ghi được 3 điểm là hai thí sinh Lê Đình Minh Nhi và Nguyễn Huy Hoàng. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng trở lại với lượt lựa chọn của thí sinh Nguyễn Hoàng Anh Minh. Lúc này em đang ghi được 5 điểm. Dạ thưa chị, em xin chọn lĩnh vực văn học. Chúc em ghi được thật nhiều điểm ở lĩnh vực này. Một lĩnh vực cũng hết sức là thú vị. 30 giây bắt đầu. Bài thơ Hạt Gạo Làng Ta của nhà thơ nào? Trần Đăng Khoa. Đúng. Địa điểm và thời gian viết thư thường đặt ở phần đầu của bức thư. Đúng. Bài thơ Xe Việt Nam của tác giả nào? Bỏ qua. Nguyễn Duy. Gà trống và cáo là câu chuyện ngụ ngôn của tác giả nào? Bỏ qua. La Fontaine. Goncourt là giải thưởng văn học danh giá của nước nào? Bỏ qua. Pháp. Nguyễn Du là tác giả của Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh hay Văn Tế Nghệ Sĩ Cao Tuổi? Thập Loại Chúng Sinh. Đúng. Chị Dậu là nhân vật chính trong tác phẩm nào? Tắt đèn. Hay Người Mẹ Cầm Súng? Đúng. Nhân vật trong tác phẩm văn học mang tính ác hoặc xấu được gọi là nhân vật gì? Bỏ qua. Được gọi là nhân vật phản diện. Tiếc là em chưa ghi điểm ở câu hỏi cuối cùng này. Và như vậy kết thúc lượt lựa chọn thứ hai thì anh Minh đã ghi thêm được 4 điểm nữa. Chúc mừng em. Những lĩnh vực còn lại thì Bảo Trân sẽ chọn lĩnh vực nào đây? Em chọn nghệ thuật. Bảo Trân đang ghi được 5 điểm. Hãy cố gắng lên ở lượt lựa chọn này. 30 giây bắt đầu. Nhà hát lớn nhất Singapore có tên thường gọi con là nhà sầu riêng hay con sò? Sầu riêng. Em đã trả lời không chính xác ở lần đầu tiên. Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền ở miền Bắc nổi tiếng trong lĩnh vực gì? Chèo. Cải lương. Cải lương. Lưu Quang Vũ là một nhà viết kịch hay đạo diễn điện ảnh? Nhà viết kịch. Ai là tổng đạo diễn buổi lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008? Trần Khải Ca. Trương Nghệ Mưu. Bộ phim High School Musical do hãng phim nào thực hiện? Disney Channel. Và Disney. Bộ phim Kính Tạm Hoa phần 2 do đạo diễn Minh Công và Phú Hải. Vâng, Phú Hải. Chính xác. Ở lượt lựa chọn thứ hai của mình, Bảo Trân ghi thêm được 2 điểm nữa. Và như vậy em nâng điểm số của em lúc này là 7 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt lựa chọn của thí sinh Nguyễn Sĩ Hoàng. Em xin chọn lấy người văn nhân. Em đang ghi được 4 điểm, hãy cố gắng lên. 30 giây bắt đầu. Ai là tác giả câu nói nổi tiếng học học với học mãi khát khát hay Lenin? Đúng. Ai là công thần sáng lập ra triều đại phong kiến cho đất nước ta? Đúng. Bill Gates là một doanh nhân thành công trong lĩnh vực nào? Máy tính. Tin học. Võ Trường Toản là một vị tướng tài hay một nhà giáo nổi tiếng của vùng đất gia định xưa? Tướng tài. Nhà giáo. Cuộc khởi nghĩa Hương Khê chống thực dân Pháp cuối thế kỷ 19 của nước ta? Chính xác. Ai là người giữ cương vị thủ tướng lâu nhất nước ta? Võ Văn Kiệt hay Phạm Văn Đồng? Phạm Văn Đồng. Lưỡng quốc tướng quân Nguyễn Sơn là người được phong quân hàm cấp tướng của nước ta và nước nào? Trung Quốc. Chính xác. Sĩ Hoàng vừa ghi thêm được 4 điểm ở lượt lựa chọn thứ hai của mình và điểm số của em lúc này cũng là một số điểm khá cao, 8 điểm. Chúc mừng em. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với lượt lựa chọn của Minh Nghi. Em xin chọn lĩnh vực âm nhạc. Lúc này đây em đang ghi được 3 điểm và phải ghi được ít nhất là 6 điểm để vươn lên vị trí dẫn đầu. Chúc em thành công. 30 giây bắt đầu. Nhạc sĩ Lê Hương đã sáng tác ca khúc quốc vũ nào gồm 3 phần 1, 2, 3? Qua. Hòn Vọng Phu. Bản sonat số 14 của Beethoven thường được gọi là sonat ánh trăng hay sonat đồng quê? Đúng. Richard Clayton là nhạc sĩ được có qua. Piano. Nhạc cụ cổ truyền Việt Nam nào có nhiều dây nhất, đàn tranh hay đàn thập lục? Đàn thập lục. Đàn tam thập lục. Chính xác. Thanh âm của âm nhạc cổ truyền Việt Nam có mấy cung? Có qua. 5.
Cuộc thi tiếng ca học đường 2008 trên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức là thứ hai. Hình thức chuyên gia nào có mặt ở cả ba miền Bắc Trung Nam của chúng ta? Lý Huyền Hò. Lý, chính xác. Minh Nghi ghi được 4 điểm ở lượt lựa chọn thứ hai của mình. Điểm số các em lúc này là 7 điểm. Và bây giờ chúng ta tiếp tục với lượt lựa chọn của Huy Hoàng. Còn lại 2 lĩnh vực. Thì Hoàng sẽ lựa chọn lĩnh vực nào đây? Em xin chọn lĩnh vực địa lý. Chúc em ghi được nhiều điểm với lĩnh vực địa lý. 30 giây bắt đầu. Nước Australia nằm ở Bắc hay Nam bán cầu? Nam bán cầu. Đúng. Châu lục nào hầu như không có hoang mạc? Ở châu. Đúng. Đỉnh núi Everest cao nhất thế giới thuộc Nepal. Nước nào? Đúng. Ở Việt Nam người ta gọi các cơn bão theo số thứ tự hay theo tên? Tên. Số thứ tự. Trong tương lai thủ đô Hà Nội sẽ bao gồm thêm phần đất của tỉnh Hà Nam hay Hà Tây? Hà Tây. Đúng. Loại địa hình nào có độ cao gần sát mặt nước biển? Bỏ qua. Đồng bằng. Và diện tích nguyên đáng ở vùng nào của nước ta thường có mưa phùn miền Bắc hay miền Nam? Em đã ghi thêm được 5 điểm ở lượt lựa chọn thứ hai của mình. Điểm số của em lúc này là 8 điểm. Chúc mừng em. Và bây giờ là lượt lựa chọn cuối cùng của thí sinh Dama Lê Mạnh Cường, còn là lĩnh vực toán học. Những câu hỏi trong lĩnh vực toán học dành đến thí sinh Mạnh Cường như sau. 30 giây bắt đầu. Tích của các số tận cùng bằng 8 thì tận cùng bằng số mấy? 4. 2,6 hectomet vuông bằng bao nhiêu mét vuông? 260. Số trung bình cộng của hai số là 7, biết một số là 2, hỏi số còn lại. 12. Đúng. Tam giác cân có một góc 60 độ là tam giác gì? Đều. Đúng. Hình viên gạch có chiều dài bằng cạnh của hình vuông thì diện tích như thế nào với diện tích hình vuông? Bằng. Rõ hơn. Và thưa quý vị, kết thúc lượt lựa chọn thứ hai của mình trong lĩnh vực toán học thì Mạnh Cường đã ghi thêm được 2 điểm. Và điểm số của em lúc này là 9 điểm. Chúc mừng em. Và thưa quý vị, 12 lĩnh vực đã được các thí sinh lựa chọn. Và bây giờ điểm số chung cuộc dành cho các em khi kết thúc vòng 2 của chương trình chung kết ngày hôm nay. Bảng điểm đã có một sự thay đổi vô cùng thú vị. Đang ở vị trí dẫn đầu đều ghi được 9 điểm là hai thí sinh Anh Minh và Mạnh Cường. Đều ghi được 8 điểm là hai thí sinh Sĩ Hoàng và Huy Hoàng. Ghi được 7 điểm là hai thí sinh Bảo Trân và Minh Nghi. Vâng, thưa quý vị, điểm số của các thí sinh rất gần nhau, chứng tỏ khả năng của các em cũng rất đồng đều trong chương trình ngày hôm nay. Thế nhưng rất tiếc là chúng ta phải nói lời chia tay với hai thí sinh Bảo Trân và Minh Nghi. Còn hai thí sinh Huy Hoàng và Sĩ Hoàng sẽ phải cùng tham gia vòng thi loại trực tiếp với hình thức ghép đáp án để chọn ra một thí sinh cùng với Mạnh Cường và Anh Minh có mặt ở vòng 3 của chương trình hôm nay. Mời hai thí sinh Sĩ Hoàng và Huy Hoàng nhìn lên màn hình để được biết đề thi dành cho các em ở phần ghép đáp án. Cột 1 châu lục gồm châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Cột 2 quốc gia gồm Sudan, Peru, Iran, Monaco. Mời các em. Và thưa quý vị, kết quả của phần ghép đáp án như sau. 1C, 2D, 3A và 4B. Và như vậy thí sinh giành chiến thắng ở phần ghép đáp án là Nguyễn Huy Hoàng. Chúc mừng em. Và thưa quý vị, như vậy thì chúng ta phải rất tiếc khi nói lời chia tay cùng Nguyễn Sĩ Hoàng, Trần Bảo Trân và Lê Đình Minh Nghi. Các em đã rất nỗ lực trong chương trình ngày hôm nay. Các em sẽ ra về với một phần học bổng trị giá 1 triệu đồng. Một lần nữa thưa quý vị, hãy cùng dành một tràng pháo tay để chào tạm biệt ba thí sinh đã có mặt trong vòng 2 hôm nay. Chúng ta sẽ cùng ba thí sinh Nguyễn Hoàng Anh Minh, Dama Lê Mạnh Cường và Nguyễn Huy Hoàng bước vào vòng 3 của cuộc thi chung kết chương trình Tìm Người Thông Minh.
thông minh mỗi ngày. Nhanh tay lên, đặt ngay vào các phần kỳ thú cùng biệt đội siêu nhân Vinamilk. Để bắt đầu vòng 3, chúng ta sẽ cùng đến với trò chơi giải mã để xác định vị trí và thứ tự ưu tiên của các thí sinh. Mời các em hướng lên màn hình để cùng xem đề thi dành cho các em ở phần giải mã. Dãy số 733. Gợi ý màu đỏ. Mời các em. Các thí sinh đã hoàn thành phần giải mã. Và kết quả của phần giải mã như sau. Từ khóa là từ red. Thưa quý vị, sau phần giải mã chúng ta đã xác định được vị trí ưu tiên của các thí sinh ở vòng 3 này như sau. Vị trí số 1 là thí sinh Nguyễn Hoàng Anh Minh. Vị trí số 2, Dama Lê Mạnh Cường. Vị trí số 3, Nguyễn Huy Hoàng. Ở vòng thi thứ 3 này, màn hình sẽ hiển thị 36 ô ứng với 36 câu hỏi. Trong đó có 6 câu hỏi ở mức độ khó, ký hiệu là chữ K, 3 điểm. 6 câu hỏi ở mức độ vừa, ký hiệu là chữ V, 2 điểm. Còn lại là các câu hỏi dễ, trả lời đúng, các em sẽ ghi được 1 điểm. Và ở vòng thi này, lựa chọn của các thí sinh được thể hiện bằng một màu sắc cụ thể. Thí sinh Nguyễn Hoàng Anh Minh, màu đỏ. Thí sinh Lê Mạnh Cường, màu vàng. Và thí sinh Nguyễn Huy Hoàng, màu xanh. Qua phần giải mã thì chúng ta đã xác định được vị trí của các thí sinh. Thí sinh đầu tiên tham gia vòng 3 để trả lời các câu hỏi đó là thí sinh Anh Minh. Dạ thưa chị, em xin chọn câu hỏi số 1. Đây là một câu hỏi ở mức độ dễ, trả lời đúng em ghi được 1 điểm. Câu hỏi dành đến Minh như sau. Năm 1418, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa chống quân Minh và tự xưng tước hiệu gì? Thời gian, em có câu trả lời không? Dạ không. Lê Lợi xưng là Bình Định Vương. Rất tiếc em chưa ghi điểm ở câu hỏi này. Lượt lựa chọn tiếp theo của Mạnh Cường. Mời em. Em xin chọn câu hỏi số 16. Trả lời đúng thì Cường sẽ ghi được 3 điểm. Ai đã nói câu con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng? Anh Lý Tự Trọng. Đó là anh hùng Lý Tự Trọng. Em ghi được 3 điểm cho mình, chúc mừng em. Bây giờ là lượt lựa chọn của Huy Hoàng. Em xin chọn câu hỏi số 10. Câu hỏi số 10 như sau. Khi mài dao, người ta thường nhúng thêm nước để làm gì? Khi mài dao, người ta thường nhúng thêm nước để các trôi hết, các vụ kim loại trôi hết đi. Đó không phải là lý do chính mà người ta nhúng thêm nước để giảm nhiệt. Em chưa ghi điểm với câu trả lời này. Trở lại với lượt lựa chọn của anh Minh. Dạ thưa chị, em xin chọn câu hỏi số 2. Ai là người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ? Dạ thưa chị, là Phạm Tùng. Hoàn toàn chính xác, chúc mừng em đã ghi được 1 điểm cho mình. Đó chính là Phạm Tuân. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với lượt lựa chọn của Lê Mạnh Cường. Dạ, em xin chọn câu hỏi số 24. Một câu hỏi ở mức độ khó. Mời em đến với câu hỏi. Ai là người học lái máy bay đầu tiên của cách mạng Việt Nam và đã từng là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam? Lời của em chưa chính xác. Đó là Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Còn bây giờ là lượt lựa chọn của Huy Hoàng. Là em xin chọn câu hỏi số 5. Một câu hỏi ở mức độ dễ. Danh thắng nào của Việt Nam đang được tham gia bình chọn là kỳ quan thiên nhiên của thế giới? Đó là Vịnh Hạ Long. Một điểm dành đến Huy Hoàng, chúc mừng em. Anh
Minh đã sẵn sàng với lượt lựa chọn tiếp theo chưa? Rồi. Mời em. Dạ, em xin chọn câu hỏi số 4. Anh Minh liên tiếp chọn những câu hỏi ở mức độ dễ. Bộ môn điền kinh nào có cự ly thi đấu dài nhất? Đã hết thời gian. Dạ, em không có câu trả lời. Em không có câu trả lời. Không biết là hai thí sinh còn lại có bạn nào có thể trả lời được câu hỏi này không ạ? Mời Huy Hoàng. Đó là bộ môn marathon. Câu trả lời của Hoàng là một câu trả lời chính xác. Rất tiếc là anh Minh chưa ghi điểm với câu trả lời này. Em hãy cố gắng hơn ở lượt lựa chọn tiếp theo nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục với lượt lựa chọn của Mạnh Cường. Dạ, em xin chọn câu hỏi số 26. Câu hỏi dành cho em. Công ty cấp nước dùng đơn vị nào để tính lượng nước tiêu thụ hàng tháng ở các gia đình? Dạ, đồng hồ điện. Lít. Dùng lít. Câu trả lời của em chính xác. Người ta dùng mét khối. Như vậy là Mạnh Cường chưa ghi điểm ở câu trả lời vừa rồi của mình. Còn bây giờ là lượt lựa chọn của Huy Hoàng, mời em. Em chọn câu hỏi số 11. Huy Hoàng đang ghi được một điểm cùng với anh Minh. Câu hỏi dành cho em như sau. Quốc gia nào ở Đông Nam Á thường được gọi là đảo quốc? Đó là quốc gia Singapore. Singapore. Một điểm dành đến em với câu trả lời này. Và thưa quý vị, như vậy là các thí sinh đã vừa trải qua ba lượt lựa chọn đầu tiên của mình. Màn hình ngay bây giờ sẽ hiển thị bảng điểm để quý vị được biết điểm số dành cho các thí sinh. Ở vị trí dẫn đầu là Lê Mạnh Cường, em ghi được 3 điểm. Vị trí thứ hai Nguyễn Huy Hoàng, 2 điểm. Anh Minh đang ghi được 1 điểm, em hãy cố gắng lên. Chúng ta tiếp tục với lượt lựa chọn của anh Minh. Dạ thưa chị, em xin chọn câu hỏi số 10. Ghi được 2 điểm, em sẽ vươn lên vị trí dẫn đầu. Câu hỏi dành cho em. Ngô Tuấn là tên thật của vị tướng tài nào đã có công đánh thắng quân Tống xâm lược? Đã hết thời gian. Dạ chị, em không có người trả lời. Tên của vị tướng tài ấy có lẽ chắc chắn là em biết đấy. Đó là Lý Thường Kiệt. Còn bây giờ là lượt lựa chọn của Mạnh Cường. Dạ, em xin chọn câu hỏi số 22. Công ty điện lực dùng đơn vị nào để tính lượng điện tiêu thụ ở các hộ gia đình? Dạ, ký. Câu trả lời của em chưa chính xác. Công ty điện lực dùng đơn vị để tính lượng điện tiêu thụ ở các hộ gia đình là kWh. Rất tiếc là Mạnh Cường chưa ghi điểm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lượt lựa chọn của Huy Hoàng. Dạ, em xin chọn câu hỏi số 17. Câu hỏi dành đến em. Yuri Gagarin là người đầu tiên trên thế giới làm được việc gì? Yuri Gagarin là người đầu tiên trên thế giới đã bay vào vũ trụ. Hoàn toàn chính xác, chúc mừng em. Và bây giờ lượt lựa chọn cuối cùng của anh Minh. Hãy suy nghĩ thật kỹ để chọn câu hỏi cho mình. Dạ thưa chị, em xin chọn câu hỏi số 7. Câu hỏi dành cho em. Việt Nam đã có vệ tinh nhân tạo riêng trên quỹ đạo trái đất chưa? Dạ thưa chị, câu trả lời của em là rồi. Đã có rồi. Và em đã ghi điểm câu trả lời này trước rồi. Còn câu hỏi cuối cùng cho mình, Mạnh Cường sẽ chọn câu hỏi nào đây? Dạ, em chọn câu hỏi số 20. Trả lời đúng thì em sẽ vươn lên vị trí dẫn đầu. Câu hỏi dành cho em. Đại học Oxford là đại học nổi tiếng của nước nào? Đại học Oxford là một đại học nổi tiếng và thậm chí nói rằng một trường đại học rất danh tiếng của nước Anh. Em chưa ghi điểm với câu trả lời của mình. Và như vậy câu hỏi cuối cùng thuộc về Huy Hoàng.
Dạ, em xin chọn câu hỏi số 21. Câu hỏi dành cho Huy Hoàng như sau: ai là vị giáo sư bác sĩ đứng đầu ngành ký sinh trùng học Việt Nam sau năm 1945 và là cha ruột của đạo diễn Đặng Nhật Minh? Dạ, đó là vị giáo sư Đặng. Em có câu trả lời không? Dạ, không. Đó là một vị giáo sư mà tên ông cũng đã được đặt tên cho một con đường tại thành phố Hồ Chí Minh, giáo sư bác sĩ Đặng Văn Ngữ. Và thưa quý vị, như vậy là các thí sinh đã vừa hoàn thành 15 câu hỏi ở vòng thi thứ 3. Hãy cùng nhìn lên màn hình để biết điểm số dành cho các thí sinh. Ở vị trí dẫn đầu giành được giải nhất của cuộc thi hôm nay là thí sinh Nguyễn Huy Hoàng, chúc mừng em. Vị trí thứ hai là Dama Lê Mạnh Cường. Và vị trí thứ ba là Nguyễn Hoàng Anh Minh. Chúng ta một lần nữa hãy cùng chúc mừng các thí sinh. Chúc mừng Anh Minh, em đã rất nỗ lực và em nhận được phần thưởng là một năm học ngoại ngữ trị giá 16 triệu đồng. Mạnh Cường đã rất xuất sắc và phần thưởng dành đến em là một khóa du học hè tại Singapore trị giá 32 triệu đồng. Và Huy Hoàng, em đã xuất sắc nhất trong chương trình và phần thưởng dành đến em là một khóa du học hè tại Úc trị giá 75 triệu đồng. Xin mời em. Và thưa quý vị, bây giờ là giờ phút quan trọng nhất của chương trình. Chúng tôi xin được chính thức trao chiếc cúp vô địch của chương trình Tìm Người Thông Minh đến thí sinh Nguyễn Huy Hoàng, chúc mừng em. Và giờ phút này chúng tôi xin được mời bà ngoại, bố mẹ và người thân Huy Hoàng cùng lên sân khấu để chia sẻ niềm vui này với em. Và thưa quý vị, giờ phút này thì chắc chắn rằng quý vị cũng muốn được nghe những cảm xúc của thí sinh Nguyễn Huy Hoàng. Thí sinh đã xuất sắc giành được chiếc cúp vô địch của chương trình Tìm Người Thông Minh. Lúc này em cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy thật sự rất là vui khi đã trở thành người chiến thắng của chương trình Tìm Người Thông Minh ạ. Thưa quý vị, chúng ta cũng nghĩ rằng đến với chương trình không phải chỉ để xác định thứ hạng nhất, nhì, ba hay là chiếc cúp vô địch thuộc về ai, mà quan trọng hơn cả là tất cả các thí sinh cũng đã có thêm được nhiều kiến thức bổ ích và có một sân chơi hào hứng, thú vị dành cho các em. Đây sẽ là kỷ niệm không quên đối với các em. Còn bây giờ là lời tâm sự của người đã sinh ra thí sinh đã xuất sắc nhất trong chương trình ngày hôm nay, phụ huynh của thí sinh Nguyễn Huy Hoàng. Nói chung là qua cái cuộc thi này thì tôi càng khẳng định được là cháu là có cái trí óc rất là tốt, có trí nhớ, trí thông minh, và đặc biệt là gì, muốn được đạt được ngày hôm nay không phải là vì cái trí thông minh hay là cái trí óc, mà đó là cái sự cần cù chăm chỉ của cháu trong quá trình học tập. Không những cháu đã trau dồi kiến thức ở trong nhà trường, và bố mẹ và ông bà chỉ dạy cho cháu trong cái thời gian vừa qua, mà bản thân cháu đã rất nỗ lực trong cái việc mà tìm kiếm thông tin tài liệu, không những trong các cái trang sách báo mà còn truy cập vào trong internet để mà có được những kiến thức như ngày hôm nay. Và đây, theo tôi nghĩ đây thì mới chỉ là mấy cái kiến thức bước đầu, mà Hoàng thì muốn đạt được cái thành tích cao hơn nữa thì phải luôn luôn cố gắng trong học tập cũng như là trong vui chơi văn hóa văn nghệ để cho nó có cái đầu óc nó thông minh sáng láng hơn. Xin hết. Xin cảm ơn anh. Còn bà ngoại thì nhận xét như thế nào về cậu cháu cưng của mình ạ? Tôi rất là vui sướng hôm nay đến dự cái kỳ thi của cháu và cũng thấy cháu đã có cái sự cố gắng rất tốt ạ. Và cháu cũng có trí nhớ tốt. Và ở nhà thì cháu cũng là một cháu bé rất ngoan, rất linh lợi và rất là yêu lao động. Thành ra cái điều đó gia đình chúng tôi rất là vui ạ. Tôi xin cảm ơn đài truyền hình và các bạn. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa chúng ta hãy cùng dành những tràng pháo tay để chúc mừng cả ba thí sinh đã giành được giải nhất, nhì, ba của chương trình Tìm Người Thông Minh. Và thưa quý vị, chương trình Tìm Người Thông Minh do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Mesa thực hiện xin được khép lại tại đây, và chúng tôi xin được hẹn gặp lại quý vị trong phiên bản mới vào năm 2009. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.